Mình là Nguyễn Trần Duy Nhất, hiện tại đang là vận động viên đội tuyển Muay Thái quốc gia Việt Nam. Đến thời điểm này thì cái thành tích nổi bật nhất của mình là 7 lần vô địch Muay Thái nghiệp dư thế giới. Để trở thành một nhà vô địch thì rất là khó, nhưng mà để bảo vệ được danh hiệu vô địch thì càng khó hơn. Mình sẽ không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng. Nhất bắt đầu tập võ thì từ hồi 6 tuổi, nhưng mà đi theo cái con đường Muay Thái sự nghiệp thì bắt đầu từ năm 18 tuổi. Có một cái may mắn là mình sinh ra trong một cái gia đình võ thuật, nên là từ nhỏ thì mình được tiếp xúc ngay đến bao cát và những đường quyền, đường roi, đồ đao kiếm. Ở nhà thì ông nội và ba cũng mở một cái phòng tập, cho nên là khi mình cứ sáng dậy thì mình thấy các anh lớn rồi các chị tập luyện gì đó, cái hình ảnh nó nhập vô đầu của mình. Mình bắt đầu tập luyện những cái thế tấn cơ bản đó, do ba và ông nội rồi hướng dẫn cho mình. Khi mà xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh học đại học thể dục thể thao thì từ đó thì mình mới bắt đầu bén duyên với bộ môn Muay Thái. Trận đấu đầu tiên của Nhất đã đánh với một vận động viên đến từ Thái Lan ở năm 2008 tại đất Thái Lan luôn. Lúc đó thì mấy ông thầy Thái cũng rất là thích, nói là tập ti rồi tương lai của em rất là tốt á nếu mà đi theo đuổi cái bộ môn này. Thì từ những cái lời động viên cũng như là cái trận đấu đó khiến cho cái bản thân của mình thích cái bộ môn này hơn và cảm thấy mình chọn đúng cái bộ môn mà mình theo đuổi. Năm 2012 khi mình thi đấu với một võ sĩ đến từ Thái Lan, qua hai hiệp đấu thì mình đã giành được chiến thắng điểm rồi. Thì đến hiệp đấu thứ ba thì mình muốn kiếm một cái trận đấu gọi là thắng knockout, cho nên là mình sử dụng một cái đòn đánh RV, mình xoay đánh. Khi đó là thủ cúi cái đầu xuống thì mình muốn trúng vào cái thằng xương chán, thì cái tay mình thụt lại thì mình cảm thấy là bị đau đó, mình lắc thì nghe nó cốp cốp. Lúc đó là mình nghĩ nó cũng đã bị chấn thương rồi, cho nên mình ôm sát lại, mình đánh một tay còn lại với hai chân cho hết cái hiệp ba đó. Kết thúc trận đấu thì mình vẫn giành được chiến thắng điểm, nhưng mà khi xuống dưới á thì bác sĩ kiểm tra thì nó gãy cái phần xương cánh tay. Đó là cái chấn thương mà nặng nhất của mình ở trong cái sự nghiệp thi đấu tính đến thời điểm bây giờ. Mình bó bột không là mất gần 2 tháng. Lúc mà mình gãy tay á thì buổi tối á, khi mà các bạn cùng đội mình á, thì đi thi đấu, rồi anh em mình đi thi đấu, mình nằm ở nhà thì ôm cục bột á, mình thấy mình rất buồn và khóc. Thì năm đó mình cũng đã vô địch thế giới năm 2010 và 2011. Cái người kia người ta mới nói với mình một câu á, chắc là mày hết thời rồi. Chính những cái câu nói của người đó nó khiến cho mình cảm thấy là mình cần phải quay trở lại tập luyện ngay, và mình phải thể hiện là mình không phải là một thằng dễ dàng bỏ cuộc. Đó, thì lúc đó mình bó bột tay nhưng mà mình vẫn tập tay còn lại với lần hai chân. Đó, thì sau 6 tháng hồi phục đó mình quay trở lại thi đấu liền, giải thi đấu giải vô địch quốc gia và mình lấy tấm huy chương vàng. Và sau đó thì mình sang Hàn Quốc đánh giải đại hội thể thao châu Á trong nhà và mình lấy tấm huy chương vàng đó luôn. Khi mà mình chiến thắng hay mình thất bại thì gia đình chính là cái nơi mà mình quay trở về mà mình cảm thấy nó an toàn nhất. Nhà em là 4 anh chị em đó, chị đầu tới em rồi tới hai em trai nữa. Mẹ là một võ sĩ cũng thi đấu quyền anh tự do, nó cũng giống như bộ môn Muay Thái bây giờ vậy, đi đấu giải toàn quốc á. Thì ba cũng là võ sĩ mà không có đối thủ, mẹ cũng vậy, chính vì đi đấu thì gặp nhau cho nên là mới kết duyên với nhau. Người ta biết đến Nhất là qua bộ môn này, và Nhất được có được thời điểm bây giờ cũng nhờ bộ môn này.
cho nên là Nhất sẽ gắn bó với nó đến suốt đời. Nếu một ngày nào đó mình không có cái cơ hội tập luyện Muay Thái cũng như là không có hoạt động được về thể thao Muay Thái á, thì mình nghĩ là cái cuộc đời đó của mình nó sẽ đi theo một cái hướng nào đó mà nó không còn ý nghĩa nữa.